Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay, ngày có nắng nóng diện rộng, cái nắng oi bức ngay từ sáng sớm với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất là 50 đến 55%. Ngày mai, ngày 17 tháng 6, khả năng nắng nóng giảm cường độ, chỉ còn nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất là 50 đến 55%. Ngay sau đó, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại cả về diện và cường độ, kéo dài trong nhiều ngày tới và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vào buổi chiều tối xuất hiện mưa dông, chủ yếu ở vùng núi. Trong cơn mưa dông thì cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Nắng nóng như vậy khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhất là với các thiết bị làm mát. Ngoài việc để nhiệt độ thích hợp là 26 độ, thì quý vị hãy vệ sinh điều hòa để máy hoạt động tốt hơn. Ưu tiên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Quý vị lưu ý hãy bổ sung đủ nước cho cơ thể, uống nhiều nước cam chanh để tăng sức đề kháng và hạn chế ra ngoài vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều nếu không thực sự cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào rải rác, đề phòng sét và gió giật mạnh. Thị xã Đức Phổ, ít mây, ngày nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Thông tin về thời tiết ngư trường. Thời tiết biển đang tốt dần lên và thuận lợi cho các hoạt động khai thác biển của bà con ngư dân, bởi đa phần các khu vực đều mỏng, mây và ít mưa. Vùng thời tiết xấu thu hẹp lại chỉ còn ở khu vực Bắc Biển Đông, bởi vẫn còn tồn tại những cụm mây dông và gây mưa. Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai, đây là những nơi còn mưa dông, trời có mưa rào rải rác và có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong mưa khiến cho tầm nhìn hạn chế chỉ còn từ 4 đến 10 km. Bà con khai thác ở ngoài khơi huyện đảo Trường Sa thì cũng lưu ý mưa dông dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Các khu vực khác, thời tiết nhìn chung đều khá tốt. Ven bờ từ Quảng Trị trở vào cho đến Cà Mau trời không mưa, chủ yếu là nắng nhiều, tầm nhìn xa trên 10 km, gió duy trì ở mức cấp 4, cấp 5. Bà con khai thác ở ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết ủng hộ. Mưa chỉ xảy ra vài nơi, đa phần là nắng, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 với độ cao sóng phổ biến dưới 2 mét. Các yếu tố đều an toàn để bà con khai thác ở trên biển. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Trong vòng 24 đến 48 giờ tới, khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng. Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6, khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Đà Nẵng ít mây, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.